Thưa quý vị, Liên minh châu Âu sẽ áp dụng quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập mới nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa của các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, tiếp cận thị trường EU. Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2014. Theo Bộ Công Thương, so với hệ thống hiện hành, GSP sửa đổi có quy định chặt chẽ hơn và thu hẹp phạm vi được hưởng quy chế này từ 176 quốc gia và vùng lãnh thổ xuống còn 89, chia thành hai nhóm, gồm nhóm quốc gia kém phát triển và nhóm quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình thấp. Việt Nam cùng với ba nước thuộc ASEAN khác, gồm có Thái Lan, Philippines, Indonesia thuộc nhóm thứ hai, sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan đối với các nhóm mặt hàng cụ thể theo quy định của EU. Với cơ chế GSP sửa đổi, một số nhóm hàng xuất khẩu Việt Nam trước đây không được hưởng ưu đãi sẽ lại lọt vào nhóm được hưởng GSP. Tuy nhiên, trong quy chế GSP mới, EU cũng sẽ áp dụng cơ chế trưởng thành để một loạt hàng hóa hoặc nhóm hàng không được hưởng ưu đãi thuế nếu thị phần vượt quá 17,5%, riêng đối với dệt may là 14,5% và được cho là có tính cạnh tranh. Đây được coi là thách thức với Việt Nam trong việc giữ sao cho nhiều nhóm hàng được hưởng các ưu đãi lâu dài của GSP. Và để giúp cho các doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về cơ hội tận dụng cơ chế ưu đãi thuế quan phổ cập GSP mới của EU, cũng như các thách thức với Việt Nam, chúng tôi đã nối máy với ông Trần Ngọc Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu, Bộ Công Thương tại Hà Nội. Và tín hiệu nối máy đã thành công. Minh Vy xin chào ông. Thưa ông, xin ông cho biết cơ chế GSP mới của EU có hiệu lực từ năm 2014 sẽ mang lại những cơ hội mới như thế nào cho các doanh nghiệp Việt Nam? Đối với lợi ích dài hạn thì đây là quy định sẽ có giá trị áp dụng trong vòng 10 năm, cho nên các doanh nghiệp có thể tính dự báo trước được, dự đoán trước được là thời gian mình được hưởng GSP là như thế nào. Đối với các lợi ích trực tiếp thì có hai lợi ích trực tiếp lớn nhất mà doanh nghiệp có thể thụ hưởng, đó chính là hàng hóa thuộc mục 12 của Việt Nam như là giày dép, túi sách, ô dù mà giai đoạn trước đây là không được coi là trưởng thành và không được hưởng GSP, lần này được hưởng lại GSP và được hưởng ưu đãi thuế quan giảm 3,5 điểm phần trăm so với thuế MFN của EU. Cái lợi ích thứ hai cũng rất là lớn nhưng mà lại hơi gián tiếp, đó chính là một số các đối tác cạnh tranh với Việt Nam tại thị trường EU như là Trung Quốc này, Malaysia và một số các nước khác ấy thì đã bị trưởng thành, và như vậy là chúng ta sẽ có ưu đãi hơn họ khoảng 3,5 điểm phần trăm. Vâng, vậy ông đánh giá như thế nào về khả năng các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng các ưu đãi này ạ? Để mà tận dụng được các cái ưu đãi này thì các doanh nghiệp thì cần phải nắm bắt ở hai điểm. Thứ nhất là phải nắm bắt rõ được cái quy định này để mà mình không rơi vào cái ngưỡng tự vệ hay là ngưỡng trưởng thành trong cái quy chế này. Nếu mà không bị rơi vào các ngưỡng trưởng thành hoặc là ngưỡng tự vệ thì chúng ta sẽ được hưởng GSP lâu dài và ổn định. Hoặc đồng thời thì doanh nghiệp cũng phải nắm rất là chặt các quy định về quy tắc xuất xứ, bởi vì các EU xây dựng hẳn một quy định về quy tắc xuất xứ đối với các hàng hóa được hưởng GSP. Khi mà nắm được các quy định này thì doanh nghiệp sẽ tận dụng được cái GSP của mình. Thì hiện tại thì các doanh nghiệp Việt Nam được đánh giá là tận dụng ở mức trung bình khá quy chế GSP, vì hiện tại khoảng trung bình 40% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và EU đang áp hưởng thuế GSP. Và trong cơ chế GSP mới, ngưỡng trưởng thành đã được nâng lên 17,5%. Điều này có đồng nghĩa với việc sẽ nới rộng cơ hội hơn cho hàng xuất khẩu vào EU không ạ? Nếu mà nhìn về mặt số học thì thấy rõ ràng là cái ngưỡng trưởng thành đã nâng từ 14,5% lên 17,5%, thì mọi người sẽ nghĩ là sẽ có cơ hội nhiều hơn, nhưng thực ra thì là không phải vậy, bởi vì là một số nước đã bị loại trưởng thành nên cái số liệu cơ sở thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Do vậy là cái tỷ trọng mà hàng hóa trưởng thành của Việt Nam có khả năng bị trưởng thành tăng lên tương đối cao. Theo cái tính toán của chúng tôi thì một số mặt hàng của chủ lực của Việt Nam nếu như mà áp dụng theo quy chế mới này thì sẽ trưởng thành sau năm 2016, ví dụ như là giày dép này, thủy sản này và một số mặt hàng khác. Như vậy là tuy nâng lên có 3,5% thì mọi người tưởng là nhiều, nhưng thực ra cái hệ số cơ sở người ta đã bỏ bớt đi rồi thì nó bé đi. Do vậy là các nước rất dễ đạt ngưỡng trưởng thành, và người ta có thể nhìn thấy đây là mục đích rất rõ của EU là muốn loại tất cả những cái nước nào mà có khả năng cạnh tranh và cũng như là các ngành hàng nào mà có khả năng cạnh tranh của tất cả các nước đang phát triển, chứ không phải là nó dễ dàng hơn đâu. Vâng, có lẽ từ nãy tới giờ thì tín hiệu đường truyền rất tốt. Hy vọng rằng quý vị khán giả cũng theo dõi rõ được cuộc trò chuyện này. Và tiếp tục quay trở lại với cuộc trò chuyện, thưa ông, vì chúng ta phải làm gì để có thể kiểm soát được xuất khẩu các mặt hàng của Việt Nam vào EU, tránh đạt ngưỡng trưởng thành? Nếu mà để chúng ta không
tiệm cận được đến cái ngưỡng trưởng thành này thì chúng ta phải đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu của chúng ta. Như vậy là cái vai trò của hiệp hội sẽ phải nâng lên rất là nhiều để mà các hiệp hội có thể điều phối được các doanh nghiệp không tập trung đơn hàng vào một thời điểm, không tập trung đơn hàng vào một số khu vực thị trường. Tuy nhiên là nếu mà để bảo các doanh nghiệp tự điều tiết thị trường của mình không vào các thị trường tốt thì rất là khó. Thì phải có một cái cách thứ hai, đó chúng tôi khuyến nghị rằng là các doanh nghiệp nên tiếp cận thường xuyên với đoàn đàm phán chính phủ của Việt Nam để có những cái tư vấn và làm sao đảm bảo cho tiến trình đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và EU kết thúc đúng hạn. Thì như vậy là giả sử mà chúng ta có bị trưởng thành ở GSP đến hết năm 2016 thì chúng ta cũng đã chuyển sang một cơ chế mới tương đối thuận lợi hơn, đó là cơ chế theo hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam EU. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Trần Ngọc Quân đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này.